chào quý vị và các bạn. Đến trưa và chiều nay thì ở phía Bắc đã hết mưa, trời có nắng. Trong khi đó thì nhiều tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Cà Mau vẫn có mưa rông. Cụ thể là tại Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang có những điểm mưa to khi mà mây đối lưu phát triển mạnh. Khả năng là mưa sẽ còn lặp lại từ chiều đến tối mai ở khu vực này. Lượng mưa dự báo phổ biến là từ 20 đến 40mm và có những nơi thì sẽ vượt 70mm, nguy cơ cao đi kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Trước khi chuyển mưa, từ sáng đến trưa mai thì trời vẫn sẽ có nắng. Các thành phố như là Huế, Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết và cả Nam Bộ thì trời sẽ nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Sang tới Tây Nguyên là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột dịu mát hơn hẳn, 27 đến 29 độ. Các thành phố từ Thanh Hóa đến Đông Hà thì mưa sẽ xảy ra về chiều tối đến đêm. Trong ngày thì vẫn có nắng, nhiệt độ cùng chung mức là 33 độ. Trở ra với khu vực Bắc Bộ thì ngày mai nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn so với ngày hôm nay. Trưa và chiều thì quý vị sẽ cảm thấy oi nóng rõ. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ tăng lên ở mức là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, cảnh báo là có mưa rông kèm theo lốc xoáy, gió mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa ngày mai thì trời lại có nắng, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió nhẹ và biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.